Dạ xin chào anh em, hôm nay em mới tiện một em đục ma guitar 30 ly. Đây, ma guitar. Hàng này là hàng đời mới nhất luôn nha, AVT, chống rung luôn. Rồi nè, cầm anh em thử chạy là cầm lên tay là không thấy rung luôn, không như loại Mata Hiji kia. Rồi, đặc biệt em nói là có số nhanh chậm 5 cấp độ. Đây. Rồi. Em xin đọc thông số em đó. Magita HM1317C, điện là 100V. Cái này là em quấn lên 22 rồi cho anh em đi công trình cho nó dễ. 1430W, vòng tua là tới 730 tới 1450. Đấy, tua rất cao nha. Rồi đặc biệt em nói là xài 2 piston, đục rất là mạnh luôn. Đây, em xin test thử cho anh em xem. Đây, nhanh chậm đây. Đục là không có rung tay rung đồ, rất đầm nhưng mà đục thì rất là mạnh, nó hai bê tông à. Đấy, anh em nào quan tâm thì liên hệ với em. Rồi, xin chào anh em.